Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 6 tháng 6 cho biết Việt Nam đã gửi công hàm và giao thiệp chính thức và không chính thức với phía Singapore về phát biểu của Thủ tướng Lý Hiển Long gần đây nói rằng Việt Nam đã xâm lược và chiếm đóng Campuchia, khơi lên sự phẫn nộ của nhiều người trong nước và đã kích gây gắt từ truyền thông chính thống. Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long trong bài phát biểu tại đối thoại Shangri-La và trên trang Facebook cá nhân vào ngày 31 tháng 5 nói rằng Việt Nam đã xâm lược Campuchia và chiếm đóng nước này khi ông đề cập đến thời gian quân đội Việt Nam có mặt tại Campuchia từ năm 1979. Trả lời câu hỏi của phóng viên trong cuộc họp báo ngày 6 tháng 6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói, Bộ Ngoại giao cũng như các cơ quan liên quan đã giao thiệp chính thức và không chính thức với đối tác Singapore. Chúng tôi đã có công hàm gửi tới Đại sứ quán Singapore tại Hà Nội. Tôi tin rằng phía Singapore hiểu rõ thông điệp của chúng ta. Theo báo Thanh Niên, Trước đó, vào ngày 4 tháng 6, Bộ Ngoại giao Việt Nam nói Việt Nam lấy làm tiếc về nội dung phát biểu phản ánh không khách quan thực tế lịch sử, gây tác động không tốt đến dư luận. Bà Hằng sau đó nhấn mạnh đến sự đóng góp và hy sinh của Việt Nam trong việc cùng với Campuchia chấm dứt tội ác diệt chủng của Khmer Đỏ. Theo bà, đây là một sự thật đã được thừa nhận rộng rãi. VOA đã liên lạc với Bộ Ngoại giao Singapore để tìm hiểu phản ứng của nước này trước phát biểu của Thủ tướng Lý Hiển Long nhưng chưa nhận được câu trả lời. Tờ Khmer Times ngày 6 tháng 6 cho biết chính quyền Campuchia sẽ triệu tập đại sứ Singapore để thảo luận về phát biểu gây tranh cãi của Thủ tướng Lý Hiển Long. Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Ban nói rằng không thể chấp nhận phát biểu của ông Lý Hiển Long và khẳng định chúng tôi đã nói rõ rằng đội quân tình nguyện Việt Nam đã đến để giải phóng nhân dân chúng tôi. Tướng Campuchia còn yêu cầu Thủ tướng Singapore phải điều chỉnh phát biểu không đúng sự thật chút nào này, theo lời ông.